Hello, xin chào năm chào anh em, mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Thì đủ. Tiếp theo mình sẽ để tiếp về C nhé. Bạn thấy không? Mình tải tất cả các tool để dạy lập trình. Struct là gì? Union là gì? Tại Google thôi. GetForget, cái trang này khá nổi tiếng. Nó sẽ định nghĩa hết cho các bạn. Đấy. Struct là gì? Struct keyword used to create a structure. Các bạn có thể dễ hiểu đi, nó giống như là một cái thùng chứa nhiều đồ vật. Thì mỗi đồ vật nó đại diện cho một biến. Đấy, nhiều biến đúng không? Rất nhiều biến. Đây là các khai báo từ khóa struct tên đại biến struct keyword stack ở struct tag member ở field ở structure. Chỉ thế thôi. Vậy khai báo một struct thì nó có tác dụng gì? Thì giả sử như là bạn muốn sử dụng cái biến này, nó thuộc struct này, thì bạn chỉ cần việc khai báo struct void b1 là xong. Bạn nên nhớ là biến ở trong struct thì nó không được chứa giá trị nhé. Nếu bạn gắn nó bằng một giá trị bất kỳ nào đó thì có nghĩa là sai. Compile error. Vậy làm sao để access vào một struct? Thì đầu tiên là các bạn khai báo, em khai báo một struct, sau đó rồi định danh cho nó, thế là xong. Access vào struct, muốn access thì bạn chỉ cần nói b chấm x b chấm y thì sẽ ra địa giá trị của cái biến ở trong struct này. Ở đây là cái x bằng là bằng 0, sau đó mình thế nó x bằng 20, rồi nó sẽ ra cái này. Struct pointer, một struct pointer thì có nghĩa là bạn sẽ báo một struct khác, một cái biến pointer bạn chỏ đến một cái giá trị bình thường b1 sau b2 chỏ vào b1, thì bạn có thể truy xuất phần tử ở trong b1 bằng cách sử dụng cú pháp khai báo như thế này. Thế còn union thì sao? Union in C. Thì union và struct nó khác nhau cái gì? Các bạn nhìn cái bảng so sánh này, các bạn có thể thấy là nó khác nhau. Thứ nhất là về memory. Thì ở đây á, 5 byte nó chứa hai cái object struct. Còn ở đây đối với union thì memory nó sẽ được chia sẻ giữa hai cái biến này, và nó sẽ định danh cái hai cái biến này, cái phần tử bộ nhớ nào là lớn nhất. Ở đây là 4 byte.
Có nghĩa là ở đây bộ nhớ là một byte, 4 byte thì tổng là 5 byte. Còn cái này thì bộ nhớ thì sẽ được chia sẻ giữa cái thằng lớn nhất và thằng nhỏ nhất. Ví dụ ở đây 1 byte đúng không, đây 4 byte á, thì thằng 1 byte nó nằm trong thằng 4 byte. Như vậy độ dài lớn nhất của đây là 4 byte. Vậy thôi, còn cách khai báo, cách sử dụng thì tương tự với struct union, dùng tương tự như struct. Bạn xem sử dụng tương tự như struct à. Đã, khai báo một union test t t chấm 2 truy xuất vào biến x t chấm y unsolved value 2 t chấm y unsolved update 10. Đó, giống nhau hết. Vậy các bạn có để ý là cái test 2 là gì không? Khai báo ở đây là test là gì không? Tại sao ở đây là test 1, ở đây là test? Tại sao lại như vậy? Thì đây cũng giống như là khai báo trực tiếp struct test 3 bằng test 3. Vậy thôi. Có nghĩa thay thì các bạn khai báo trong hàm main là test t là một struct của test, thì các bạn chỗ này bạn chấm phẩy luôn là t, các bạn có thể sử dụng trực tiếp trong hàm main luôn, chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là cái điểm khác biệt struct node này. Trong một struct thì có thể có rất nhiều union. Thế ngược lại, union có thể chứa được struct không? Là không thể. Vì sao? Vì thứ nhất là kích thước bộ nhớ của union á là bộ nhớ gộp, còn kích thước bộ nhớ của struct là bộ nhớ tổng. Cái struct này nếu mà khai báo union, nếu mà bộ nhớ trong struct nó quá lớn so với union thì sẽ gây lên cái lỗi gọi là memory leaks. Đấy. Cho nên là trong lập trình đó, làm việc lâu năm mới si đó, đó là các bạn phải hiểu về bản chất chứ không phải hiểu về cú pháp. Vì hiểu bản chất thì bạn mới có thể debug và fix được lỗi. Đó là tại sao mình mới muốn làm những cái clip riêng biệt cho những từng cái này để nó rõ. Ok, xin chào các bạn. Bây giờ thì để mình tìm thêm thử một sample nào chạy chốt và union chốt sample sample thì nó dễ hiểu hơn. Cũng vậy thôi, chốt chốt student C array. Thế các bạn có thấy là struct và array nó khác gì nhau không? In A, trong struct này bạn có thể lưu được biến, bạn có thể lưu được một bảng. Còn còn bảng thì sao? Là sẽ là tập hợp những phần tử có cùng kiểu. Còn đây là tập hợp những phần tử có thể khác kiểu. Đấy. Bảng và struct lại khác nhau. Nói là nó chỉ tương đồng nhau thôi. Chứ thực tế là nó khác nhau. Đây là cách sử dụng U-pointer variable using normal variable. Đây là ví dụ. Mình sẽ giải thích từng ví dụ này cho các bạn dễ hiểu. Chúng ta khai báo một struct student gồm các trường ID, IELTS, cha name, float, version test.
Thì ở hai bên bạn có thể sử dụng lại structure này bằng cái struct record bằng null, phần tử null, và sẽ cho record ID là bằng 1. Bạn copy vào phần name, bạn copy vào birth state và bạn in ra các phần tử. Đây là output của nó, có nghĩa là cái đoạn chương trình này là truyền giá trị vào trong struct. Còn về union, mình sẽ làm cái union example. Instead, về syntax, ở đây là union sử dụng pointer và union normal, khai báo thì giống nhau, example giống nhau, ở đây sử dụng pointer. Một cách là union student pointer, sau đó sử dụng pointer gắn nó lại vào địa chỉ của một union khác, coi khai báo hai lần một lúc, union student rep và dùng report pointer truyền vào địa chỉ, truyền cái địa chỉ của rep vào report. Đây là ví dụ khai báo một union student, cha name character là mã kiểu cha 20, subject 20, float percentage, copy cái ratio vào cái record, mark record, sau đó làm gì, sau đó là in ra. Đây là output. Làm tương tự đối với cái sample này, cũng copy rồi lại xuất ra output. Ở đây có vài điểm chú ý là chúng ta không thể access một phần tử của union trong một thời điểm. Chúng ta có thể access một phần tử của union trong một thời điểm, chúng ta không thể access tất cả các phần tử trong cùng một thời điểm của union. Nhưng mà struct thì có thể access tất cả các phần tử trong cùng một thời điểm. Bởi vì sao? Vì union nó sẽ chứa bộ nhớ của tất cả các member, còn struct thì chứa bộ nhớ của từng member chia tách ra. Cho nên việc hiểu về memory rất quan trọng để hiểu về struct và union. Có nghĩa là để dễ hiểu á, cho các bạn dễ hiểu, mình sẽ vẽ cái pen này ra, cái pen này ra các bạn để hiểu. Đây là hai cái biến, cái biến này là một struct, còn giả sử là biến này và một biến khác, bao biến này đây là union. Thì giả sử như là bạn truy xuất đấy, thì bạn có thể giả sử bạn 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 truy cập vào hai cái biến này, thì bạn có thể truy cập hai lần đấy, biến A biến B. Nhưng bạn truy cập cả hai biến này cùng một lúc thì không được, bởi vì cái biến A đấy, chứa trong cái biến B rồi. Đây là union, đây là struct, đây là phần node. Đây là sự khác biệt giữa struct và union. Thì mình xin tóm tắt lại, struct các union là điểm đặc điểm nào? Struct thì là lưu trữ
tất cả phân tử một cách chia tách, còn union thì lưu trữ chung tất cả các member và nó tìm cái member nào mà có bộ nhớ cao nhất. Tiếp theo, struct thì sử dụng bộ nhớ cao, còn union thì sử dụng bộ nhớ thấp. Nói chung là nó có thể optimize được code. Thứ ba là struct thì có thể truy xuất được tất cả các phần tử trong một thời gian, còn union thì không, chỉ có một. Cách khai báo thì giống nhau. Và đây là bộ nhớ. Ok, xin chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.